Từ ngày mang bầu thì mình thích được nằm hoặc là ngồi thư giãn hơn, vì đứng hay đi lại nhiều ấy cảm thấy đau lưng mệt mỏi lắm. Mỗi lần nằm hay là ngồi ghế sofa cũng không thấy thoải mái cho lắm. Nằm giường nhiều cũng mệt nên chồng mình có mua em ghế bập bênh thư giãn dành riêng cho mẹ bầu đây. Mình mà biết xịn sò thế này thì đã dinh về sớm hơn rồi. Lớp nệm dày dặn, bên ngoài bọc lớp da không hề bị thấm nước, nằm lên cảm giác rất êm ái và dễ chịu. Bầu như mình nghĩ nằm ngửa cũng thấy khó chịu rồi. Thay vào đó em ghế này được thiết kế đường cong vừa phải nên nằm thư giãn trên ghế da này cũng rất là thoải mái luôn. Có thể tháo rời được nên rất là tiện và dễ dàng vệ sinh. Khung ghế được làm bằng thép carbon chịu lực tốt. Hai người ngồi thoải mái luôn nhá. Cái này có thể để phòng khách này, phòng ngủ hay là sân vườn nằm chiêu chiêu đọc sách hay là cà phê, thậm chí nằm ngủ thư giãn luôn. Đối với nhà con nhỏ nhà mình ấy thì đúng là sự lựa chọn hợp lý đấy. Em này để có mấy màu cơ, như mình lựa chọn màu ghi xám cho hợp tông nhà. Từ khi có em nó trong nhà thì thời gian làm việc hay là nghỉ ngơi gần như mình nằm trên em ghế này suốt, cảm giác rất là thoải mái và dễ chịu vô cùng nhá. Mọi người có thể tham khảo góc trái màn hình nhá. Bye bye.